trôi trên những đám mây dã quỷ. Triền miên núi đồi và những con đường vắt vẻo từng khơi lao đến trong những cơn khát đi hoang hoải nhất của dân du lịch. Những tuyến trek vắt qua rừng đến những bản làng heo hút, những tuyến cycling hụt hơi với hàng trăm km đường núi, không một km đường băng. Lào giống như biểu tượng của adventure travel, du lịch khám phá. Sớm ở Lào, không khí khô và lạnh dịu, bến xe Luang Prabang tấp nập từ sáng sớm. Chuyến xe duy nhất của ngày từ Luang về Phong Savan rời bến lúc 8 giờ. Chiếc xe buýt cổ lỗ sĩ đồ răng được dân gian lưu truyền từ thời Liên Xô cũ trông giống như một chiến binh cũ kỹ cõng trên mình hơn 30 con người với mọi quốc tịch, mọi màu da. Trên nóc xe chẳng buộc nào là hàng hóa, nào là xe máy, hoàn toàn không có máy lạnh, những chiếc cửa sổ mờ toang. Tôi trả 85.000 kíp cho chuyến xe cá cược mạng sống này. Rời Luang Prabang, chúng tôi nhập ngay vào những con đường núi, không rào đón gì nhiều. Con đường chạy ngoằng lên những sườn núi dốc. Chiếc xe khạc ra những tiếng lọc sọc và đôi lúc chết dựng đứng ở đầu dốc vì kẹt số. Hành khách trên xe lúc đầu có hơi hồi hộp một chút, thế nhưng rồi sau, người thì lấy xôi ra ăn, người thì bật nhạc hay gà gật ngủ. Chuyến xe cứ khạc và cứ bỏ. Một anh khoác AK sau làn áo khoác cũng thư thái bỏ AK đặt lên đùi rồi gà gật ngủ. Khạc và bò trên hơn 300 km ngoằn nghèo lưng trời như vậy. Sau 4 ngày ở Lào, chúng tôi đã hoàn toàn quen với ô tô cũ, với đường núi triền miên và những khẩu AK sau làn áo khoác. Vì thế mà cũng thư thái như ai, chúng tôi cho phép mình gà gật ngủ theo nhịp lắc của ô tô. 8 giờ đồng hồ lắc lư trong những giấc ngủ mơ màng, thức dậy và rồi lại chìm vào giấc ngủ với một màu vàng rực rỡ ngoài cửa sổ, màu của dã quỷ. Những sườn núi ngập dã quỷ vàng, hai bên đường dã quỷ rực rỡ, không một vây bụi. Trời ở Lào lúc nào cũng xanh biếc vô thực, và tôi đã có 8 tiếng siêu thực như vậy, lắc lư và rồi lại trôi bồng bềnh trên những đám mây dã quỷ vàng. Thật khó để có thể liên hệ bức tranh thiên nhiên hào phóng ấy với một quá khứ khốc liệt của vùng đất này, cho đến khi chúng tôi bắt đầu vào Siêng Khoảng. Siêng Khoảng với Phong Savan là thủ phủ được biết đến như là một trào lửa khốc liệt. Núi đồi thì oan minh gánh đỡ những bom mìn, những vết thương của chiến tranh. Nếu như bạn nhìn vào bản đồ sát thương và sức gánh đỡ bom mìn của Việt Nam và Lào trong chiến tranh, thì cái máng màu đỏ tượng trưng ấy nó chảy đẫm vào miền Trung Việt Nam và Phong Savan của Lào. Ngày nay tháo dỡ bom mìn vẫn là công việc hàng ngày. Bom mìn cũng trở thành những vật dụng thiết thực, từ cột chống nhà, biển chốc quảng cáo, thậm chí còn trở thành ghế ngồi ngoài hiên để hóng gió chiều. 4 giờ 30 phút, xe buýt tới bến. Anh và tôi nhanh chóng quyết định thuê một chiếc ô tô đi thăm cánh đồng chum. Nắng đã nhạt trên những triền núi thoải dốc, thế nhưng cái hào hứng, cái tình yêu nhiệt thành với thiên nhiên nơi đây làm chúng tôi không dám phí lấy một phút đồng hồ. Phong Savan có một thiên nhiên đặc biệt nhất mà bạn khó có thể tìm thấy ở những nơi khác trên đất Lào. Những màu sắc đặc biệt rực rỡ trong mùa khô, màu đỏ thẫm của đất, màu xanh thắm của trời, xanh lá của thông và rào rạt cỏ lau. Phong Savan vẽ ra một Mông Cổ đẫm nước, vẽ ra một thảo nguyên bao la của sự tự do. Và thế là chiều hôm ấy, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Có một cánh đồng chum cho riêng mình, có lúc hoàng hôn thả tím sau lớp cỏ lau, lúc gió rào rạt thổi quanh những chiếc chum huyền thoại. Chỉ có hai chúng tôi và những câu chuyện cổ. Cánh đồng chum chính là huyền thoại của vùng đất, với những chiếc chum to quá đầu người nằm rải rác khắp Siêng Khoảng. Được cho rằng người Môn Khmer cổ từ 1500 tới 2000 năm trước đã tạo ra chúng để đựng thức ăn hoặc làm chỗ mai táng. Có vẻ nghe giống như là mộ chum gốm ở Việt Nam chúng ta nhỉ. Tuy nhiên thì với những người trẻ như chúng tôi thì chúng tôi nhất quyết là ở Lào, thay vì nước thì suối chảy ra từ bia và nhất định là bia Lào. Mùa hè chảy ra bia vàng, mùa đông thì chảy ra bia đen. Người Lào hay người Môn Khmer gì đó đã nặn chum to chum bé để đựng bia như vậy. Và sau rồi họ phát hiện ra spa. Họ nặn chum to cỡ người ngồi lọt để spa bia. Huyền thoại thì cũng nên có hậu chứ nhỉ. Sau khi mặt trời lặn thì chúng tôi quay về thành phố. Thành phố bụi mờ và rất giống một phố ngoại ô ở Việt Nam chúng ta. Nhà nghỉ thì chúng tôi lựa chọn cũng rất đơn giản, 30.000 kíp một đêm, tức là khoảng 50.000 đồng. Đồ ăn ở Phong Savan thì nằm cả trong sự thao túng của người Việt rồi.
chúng tôi ăn ở hàng của một cô quê ở Hà Sơn Bình. Cô lấy chồng Lào, nói tiếng Lào, tiếng Việt, tiếng Thái đủ cả. Khách thì đông nườm nượp, ai cũng hả hê với cơm nóng và bia lạnh. Ngoài trời thì gió cứ hun hút thổi và lạnh như mùa đông ở Hà Nội vậy. Sáng sớm hôm sau là một ngày huyền thoại mới. 7 giờ sáng, chúng tôi nai nịt gọn gàng và nổ chiếc xe quay. Sương thì đang nặng trĩu phố, đến mức mà mặt trời cũng chỉ mơ màng chạm xuống mặt đường. Sương dày và lạnh run người, chiếc xe thì cứ dù gì chạy. Chúng tôi không nhìn quá trước mắt được 200 mét. Những vạt rừng trông nom như trong bộ phim tàu kiểu thập diện mai phục vậy đó. Đi xuyên rừng sương, anh và tôi lần mò đến cánh đồng chuông thứ ba, gọi là Huôn Hiên Lát Khai. Cảnh vật hai bên đường giống như là thần tiên, đẹp không bút nào tả xiết nổi. Nắng thì cũng dần nhộm lên mọi vật, sương tan vén lên những cánh đồng vàng ruộm, những lạch nước xanh biếc. Chúng tôi là những người đầu tiên đến với cánh đồng chuông, và một lần nữa chúng tôi lại có cánh đồng của riêng mình. Cuộc hành trình với chiếc xe máy Lào còn đưa chúng tôi đến Siêng Khoảng, nơi đã gần như bị tàn phá trong trận bom của quân đội Mỹ. Mọi sự hoàn toàn đều được thiên nhiên khỏa lấp. Chúng tôi đã đến và thực sự đã yêu vùng đất này. Có lẽ trái tim chúng tôi đủ rộng để yêu nhiều hơn thể tích của nó. Và cứ như thế, chúng tôi lại đi và lại yêu. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Trôi trên những đám mây dã quỳ của tác giả Linh Evil. Nhật Trọng xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.